Xin chào mọi người nhé. Vậy là không khí Tết đã đến rồi mọi người. Hiện tại Lộc đang ngồi canh nồi bánh chưng này mọi người, bánh tét này. Khói đang nghi ngút này. Lộc quay lại những cái video này để quay lại những cái khoảnh khắc Tết nha mọi người. Đây đang luộc bánh tét, bánh chưng này. Ở Việt Nam thì tất cả mọi người vào dịp Tết thì đa số đều thích gói bánh chưng với bánh tét nhé. Bánh chưng thì khu vực miền Bắc, còn bánh tét là khu vực miền Trung và miền Nam. Thì việc canh nồi bánh chưng là một trong những cái nét văn hóa khá là vui mọi người. Với cái không khí se lạnh, ngồi bên cái nồi bánh chưng rất là ấm áp nhé. Và quay lại cho những anh chị nào không có cơ hội được canh nồi bánh chưng thì xem video của Lộc nhé. Đây, khói bốc lên nghi ngút này mọi người. Và đây là cái nồi bánh tét của nhà Lộc này. Hôm nay Lộc sẽ quay cho mọi người xem bánh tét nó như thế nào nhé. Đây, nước đang sôi này mọi người, hơi nước bốc lên này, cả khói nữa nha mọi người. Đây là bánh tét nó đang sôi này, thì phải nấu ít nhất là 12 tiếng đến 24 tiếng mọi người thì bánh nó mới chín nhá. Công đoạn gói bánh cũng khá là lâu á, đòi hỏi tay nghề rất là cao. Và đây là cái bếp lửa này. Rồi mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi nhé, để đón xem những video mới nhất trong những chuyến hành trình của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người.